Để giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành chính, thời gian qua, huyện Phù Cừ và các địa phương tập trung xây dựng nền hành chính minh bạch, hiệu lực, hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân tốt hơn. Ông Nguyễn Văn Nam ở thôn Tân An, xã Nhật Quang đến trụ sở Ủy ban Nhân dân xã để làm giấy khai tử cho người cha quá cố của mình. Gần gũi, thân thiện, nhiệt tình là những gì ông Nam nhận được từ cán bộ công chức và lãnh đạo tại bộ phận một cửa xã Nhật Quang. Ra đây, cán bộ và ban lãnh đạo xã cũng đã tạo dựng điều kiện giúp cho tôi là làm thủ tục nhanh gọn và nhanh chóng, được rất là thuận tiện. Cũng rất vinh dự cho địa phương Nhật Quang thì đã được ban dân vận tỉnh ủy chọn làm điểm mô hình dân vận khéo, chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp, luôn đôn đốc các đồng chí công chức khác tiếp nhận xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cho công dân một cách nhanh chóng, thuận tiện, đặc biệt là đúng và trước hạn, đảm bảo 100%. Ngoài nâng cao thái độ chất lượng phục vụ người dân, các cán bộ công chức tại huyện Phù Cừ còn tăng cường các hoạt động hỗ trợ người dân trong việc tiếp cận sử dụng dịch vụ công trực tuyến, kiên trì giải thích cho người dân hiểu và làm quen với dịch vụ công trực tuyến khi xử lý công việc hàng ngày. Tôi chỉ cầm một cái điện thoại và tôi tải cái phần mềm đó về, là tôi vào các mục mà tôi cần thiết thì được các đơn vị các anh chị hỗ trợ và tôi làm việc rất là nhanh, không phải mang nhiều giấy tờ và mất nhiều thời gian như trước nữa. Xuống xin giấy tờ thì cán bộ một cửa ủy ban dân xã là làm việc hết sức là nhanh chóng, gọn nhẹ, và giúp bà con nhân dân chúng tôi là tiết kiệm cái thời gian. Chung là sau khi chúng tôi đã tích hợp được cái mức độ 2 vào cái điện thoại thông minh ấy, thì bà con chúng tôi thấy rất là phấn khởi, là cái thẻ bảo hiểm đi khám chữa bệnh. Chúng tôi làm tất ở trong ấy rồi, cho nên là khi đi khám chữa bệnh chúng tôi cũng không phải mang theo. Nếu như những người dân mà người ta không thành thạo trong cái việc nộp hồ sơ thì cán bộ công chức phải hướng dẫn và đồng thời làm giúp người dân một cách thuận tiện, không gây sách nhiễu phiền hà. Từ đầu năm tới nay, huyện Phù Cừ đã tiếp nhận trên 7.200 hồ sơ, trong đó có gần 4.000 hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến. Các cán bộ công chức trong huyện đã giải quyết trước hạn gần 5.200 hồ sơ, đúng hạn là trên 2.000 hồ sơ, tỷ lệ đạt hơn 99%. Từng bước nâng cao chất lượng phục vụ người dân, đặc biệt hỗ trợ người dân trong việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đã góp phần hiệu quả trong việc thực hiện thủ tục hành chính tại huyện Phù Cừ.